Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, Quỹ Phát triển Du lịch Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Khúc ca Hòa bình diễn ra tại Quảng trường Giải phóng, khu vực Nhà hành lễ, Bến dâng hương và Hoa đăng, bờ nam sông Thạch Hãn. Chương trình Khúc ca Hòa bình là những hồi ức về một sự kiện lịch sử đặc biệt của dân tộc Việt Nam diễn ra cách đây tròn 45 năm. Đó là Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đây là thắng lợi lịch sử của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của lực lượng tiến bộ, đấu tranh vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Khúc ca Hòa bình còn mang một thông điệp về tình đoàn kết giữa các dân tộc, về chủ nghĩa nhân văn sâu sắc, về khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Từ một mảnh đất bị hủy diệt trong chiến tranh, Quảng Trị đã vượt lên mọi khó khăn để xây dựng cuộc sống mới. Nhân dân Quảng Trị cũng như nhân dân cả nước thấu hiểu sâu sắc giá trị vĩnh hằng của hòa bình. Vì vậy, tổ chức hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày ký kết Hiệp định Paris không chỉ ôn lại sự kiện lịch sử diễn ra 45 năm về trước, mà còn truyền tải thông điệp tôn vinh giá trị của hòa bình, độc lập, sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thân yêu. Thông qua chương trình nghệ thuật này để phản ánh tâm nguyện của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà là xây dựng thị xã Quảng Trị thành thành phố mang biểu tượng của hòa bình. Để du khách trong và ngoài nước khi đến với Quảng Trị không chỉ chiêm nghiệm ký ức bi hùng của chiến tranh vệ quốc mà còn cảm nhận giá trị của hòa bình để cùng nâng cảnh tình yêu và khát vọng dựng xây đất nước. Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị trong tuần qua, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí cho rằng chính sự chuyển biến trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tạo động lực cho Quảng Trị phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về sự thay đổi tích cực của mảnh đất con người Quảng Trị. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng có chuyển biến rõ rệt. Chính chuyển biến trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã tạo động lực cho việc phát triển kinh tế xã hội. Cho rằng việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bộ có nhiều đổi mới, như cam kết nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy cấp huyện phù hợp với giao nhiệm vụ của cấp trên, tăng cường giám sát rõ người, rõ việc, rõ nội dung, tạo sự chuyển biến, đổi mới trong đánh giá cán bộ. Đồng chí yêu cầu công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần nâng cao tính chủ động, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Làm sao tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo thêm động lực để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Khảo sát thực tế và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà để chuẩn bị xây dựng chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, thành phố Đông Hà cần chủ động sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp phường theo hướng kiêm nhiệm để giảm số lượng cấp trưởng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, những kết quả, những cách làm mới thể hiện tính tiên phong, đổi mới trong công tác cán bộ ở thành phố Đông Hà là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nếu so với yêu cầu ngày càng cao của công tác sắp xếp, đổi mới bộ máy chính trị, nhất là thực hiện nghị quyết 18, 19 tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải thực hiện mạnh hơn, quyết liệt hơn nữa. Trong đó đáng chú ý là số lượng cán bộ chuyên trách ở phường, khu phố quá lớn như hiện nay đang tạo ra gánh nặng cho ngân sách. Đông Hà vẫn chưa mạnh dạn thực hiện kiêm nhiệm để giảm số lượng cấp trưởng ở các cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Quá trình sắp xếp lại hệ thống chính trị còn hơi cứng nhắc. Để gắn công tác sắp xếp đổi mới hệ thống chính trị hiện nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập thể lãnh đạo thành phố phải thay đổi nhận thức và hành động quyết liệt hơn nữa để tổ chức thực hiện, nhất là đối với những điểm mới đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thành phố Đông Hà cần chủ động sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp phường theo hướng kiêm nhiệm để giảm số lượng cấp trưởng. Một thông tin đáng chú ý về xúc tiến đầu tư diễn ra trong tuần qua là qua thống nhất trao đổi trên tinh thần tự nguyện hợp tác, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và công ty trách nhiệm hữu hạn Daewon đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác đầu tư tại khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và thành phố Đông Hà.
Theo đó, tỉnh Quảng Trị cam kết hỗ trợ cho công ty trách nhiệm hữu hạn Daewon Hàn Quốc tiến hành dự án đầu tư vào khu công nghiệp đa ngành trong khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị hoặc vị trí khác thuận lợi cho công ty đầu tư vào thành phố Đông Hà nhằm góp phần thúc đẩy Đông Hà trở thành đô thị quan trọng phát triển trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Riêng phía công ty Daewon cũng đã có cam kết sẽ phát triển và triển khai các dự án nói trên trong lịch trình cụ thể hợp lý nhất để được và sẽ hợp tác tích cực cho sự phát triển của tỉnh Quảng Trị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính hoan nghênh đoàn công tác của công ty trách nhiệm hữu hạn Daewon đã đến Quảng Trị tìm hiểu, khảo sát và có sự quyết tâm để tìm kiếm cơ hội đầu tư, đồng thời bày tỏ quan điểm Quảng Trị luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những ưu đãi đầu tư cho phía công ty trách nhiệm hữu hạn Daewon Hàn Quốc. Được sự đồng ý của Bộ Giao thông Vận tải, công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Quảng Trị bắt đầu giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện đăng ký trong khu vực lân cận như đã thông báo qua trạm BOT Quảng Trị từ 0 giờ ngày 25 tháng 1 tuần qua. Theo ghi nhận, ngày đầu tiên 25 tháng 1, việc thực hiện giảm giá vé diễn ra khá trật tự. Các tài xế qua trạm BOT Quảng Trị rất vui mừng khi được giảm giá vé. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều tài xế bỡ ngỡ vì chưa nắm được thông tin này. Một số tài xế cũng nhầm tưởng không cần thẻ giảm giá thì vẫn được giảm nên không đến đăng ký nhận thẻ. Dù trước đó từ ngày 20 tháng 1, công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Quảng Trị đã tiến hành phát thẻ giảm giá cho từng loại phương tiện theo danh sách phương tiện đủ điều kiện giảm giá. Trong khi đó, tại con đường làng qua xã Triều Giang, huyện Triều Phong vẫn còn tình trạng nhiều xe ô tô chạy vào để né trạm thu phí dù BOT Quảng Trị đã chính thức giảm giá. Trạm thu phí BOT Quảng Trị cho biết toàn tỉnh có hơn 10.000 phương tiện được miễn giảm vé, nhưng đến ngày 25 tháng 1 chỉ có khoảng 1.800 phương tiện được cấp phát thẻ giảm giá qua trạm. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc mục Quảng Trị tuần qua. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.